Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự việc và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hãy bản tin đại hôm nay của chúng tôi có máy chế biến gỗ quách diêu, quý khách cần gì chúng tôi có ngay, chế độ hậu mãi lâu dài, công nghệ tiên tiến vững vàng trong tay, nào đâu tìm kiếm bao ngày, hotline. Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: nghẹt thở cứu tài xế mắc kẹt sau vụ tàu đâm xe tải nổ như bơm. Phát hiện tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải bẹp dúm sau khi bị tàu hỏa đâm ở Nghệ An. Hàng chục người dân cùng hò nhau cãi cửa để cứu tài xế. Đến 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, một chiều trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Tường, huyện Diễn Châu ở Nghệ An, nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hàng và tàu hỏa, xe cộ đã lưu thông bình thường trở lại. Riêng đoạn đường sắt Bắc Nam qua khu vực này vẫn chưa được thông tuyến. Ngành đường sắt đang điều 3 xe cầu kéo cắt to bị hỏng về ga Yên Lý để sửa chữa, dự kiến khoảng 4 giờ nữa tuyến đường sắt mới thông. Trong số 4 to bị lật có to chở xăng dầu, nhưng tại thời điểm xảy ra tai nạn, tông kho không có hàng. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn, đặc biệt là những phút nghẹt thở giải cứu tài xế bị xe tải là bị thương khỏi cabin. Bà Ngô Thị Son, 49 tuổi, ngụ xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu nhớ lại, gần 8 giờ sáng nay bà đi chợ qua khu vực này bỗng nghe thấy tiếng động lớn nổ như bơm. Khi tôi nhìn lại thấy cách to tàu hàng bị hất văng sang bên đường sắt. Một số người đi xe máy trên quốc lộ 1 bỏ xe máy lại chạy thoát thân. Còn chiếc xe tải bị kéo đi một đoạn hơn 50 m, bà Son kể lại. Người dân sống xung quanh đó đã chạy đến thì phát hiện tài xế xe đã bất tỉnh, mắc kẹt bên trong cabin bẹp dúm. Cảnh đó là khung cảnh ngổn ngang, bánh tàu văng đè nát xe máy của người dân. Một số người nhanh chóng dùng xà beng để cạy cửa giải cứu tài xế, song bất thành do chiếc xe quá nặng. Phải mất gần 30 phút, lực lượng chức năng mới đưa xe cẩu và hàng chục người dân cùng hò nhau nâng xe tải lên, mới đưa tài xế ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này mọi người đều thở phào khi tài xế được cấp cứu kịp thời. Và ông Lê Hồng Nghệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Trường cho biết, khu vực xảy ra tai nạn là một điểm đen về giao thông bởi người dân tự mở lối đường dân sinh qua khu đường sắt này. Trước nhu cầu đi lại của người dân, mặc dù không lắp rào chắn nhưng ngành đường sắt cũng đã lắp đặt các biển báo nguy hiểm. Đoạn đường giao cắt này không bị che khuất tầm nhìn. Có thể tài xế vượt ẩu thiếu quan sát dẫn đến tai nạn như vậy. Cũng may mắn vụ tai nạn là tàu hàng và thời điểm này chưa có đi lại nhiều nên không có số người thương vong. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.